Ok, lời tạm biệt chưa nói. Grady, Oren, Cadin, nhạc guitar. Mình sẽ đánh màu và hạ có một đoạn, nhưng mà khi sau đó sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách bảo ấn tay trái và cách đánh tay phải nhé. Yep. Chẳng thể gặp lại người nữa, và ta nhớ về một chiều mưa. Mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui, và có biết đâu, đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng. Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát xin khắc ghi. Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ câu anh ơi theo gió xin cuốn đi. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài hát khá là hay của Cadin. Đó là bài Lời Tạm Biệt Chưa Nói, được trình bày bởi Grady và Oren trong series Hương Mùa Hè. Ok, có khá là nhiều bạn yêu cầu mình thử nghiệm bài này, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh cơ bản nhất bài này. Hiện tại thì mình đang bị ho khan, nên là đôi lúc nó mình nói sẽ bị không rõ, và đôi lúc có thể ho trong video, nên nếu các bạn có chịu gì mong các bạn thông cảm nhé. Ok, đầu tiên các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo âm trước. Để hát đúng tông của ca sĩ thì các bạn không cần kẻ capo, đã mình thấp hơn ở cung thì mình kẻ capo ngăn một. Còn đối với các dòng nam hoặc là các bạn dòng nữ hoặc các bạn nam muốn hát cao hơn thì các bạn có thể tình tiện capo lên xuống tùy theo phong nhạc của mình, hoặc là các bạn sử dụng hợp âm khác. Bộ hợp âm khác có thể tình tiện lên xuống để phù hợp với phong nhạc của từng người. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bộ âm trước. Hợp đầu tiên của bài này sẽ là hợp âm Re mi sơ 7, nghĩa là D M A G 7. Các bạn sẽ bấm 3 ngón lần lượt vào dây số 1, dây số 2, dây số 3 ở ngón thứ 2. Đây là hợp âm Re mi sơ 7, như bạn sẽ là dây số 4. Đây là các bấm không chặn, còn nếu các bạn chặn muốn các bạn đã chặn được rồi thì các bạn có thể bấm cách khác là cách như thế này. Thì các bạn sẽ chặn ở ngăn thứ 5, hai ngón lần lượt vào dây số 2 và dây số 4 ở ngăn thứ 7, và một ngón vào dây số 3 ở ngăn thứ 6. Đây là cách bấm ở thể tay cao, nhưng đối với những người mà tập thì các bạn nên bấm chưa chặn được thì các bạn nên bấm ở thể tay thấp như thế này. Hợp âm thứ hai của bài này sẽ là hợp âm Re thứ 6, ký hiệu là Dm 6. Thì các bạn sẽ bấm hai ngón, một ngón vào dây số 1 ở ngăn đầu tiên, một ngón vào dây số 3 ở ngăn thứ hai. Đây là hợp âm Re thứ 6, ký hiệu là Dm 6, như bạn sẽ lấy dây số 4. Hợp âm thứ ba của bài này sẽ là hợp âm Đô thăng thứ 7, ký hiệu là C thăng M 7. Thì các bạn sẽ chặn ở ngăn thứ 4, một ngón bấm vào dây số 2 ở ngăn thứ 5 và một ngón bấm vào dây số 4 ở ngăn thứ 6. Đây là âm Đô thăng thứ 7, nghĩa là C thăng M 7, như bạn sẽ lấy dây số 5. Âm tiếp theo của bài này sẽ là hợp âm Fa thăng thứ 7, hiệu là F thăng M 7.
thì các bạn sẽ chặn được ngắn thứ hai và bấm thêm một ngón vào dây số 5 ở ngắn thứ 4, dây số 5 ở ngắn thứ 4. Đây là âm pha tăng thứ 7, ký hiệu F tăng 17 cho bạn sẽ là dây số 6. Hoặc các bạn có thể bấm pha tăng thứ để thay thế cho pha tăng thứ 7 ở trong bài này cũng được nhé. Thì các bạn sẽ thêm một ngón út vào dây số 4 ở ngắn thứ 4 luôn, như thế này. Hai âm này có thể thay thế cho nhau trong bài này. Hợp âm tiếp theo của bài này sẽ là hợp âm Si thứ 7, kiểu là BM7. Thì các bạn sẽ chặn ngắn thứ 2, một ngón bấm dây số 2 ở ngắn thứ 3 và một ngón bấm vào dây số 4 ở ngắn thứ 4 như thế này. Hợp âm Si thứ 7 kiểu BM7 như bạn sẽ lấy dây số 5. Hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm quen thuộc, hợp âm mi trưởng kiểu là E. Các bạn sẽ bấm một ngón vào dây số 3 ở ngắn đầu tiên và hai ngón lần lượt vào dây số 4, dây số 5 ở ngắn thứ 2. Đây là âm mi trưởng, như bạn sẽ là dây số 6. Và hợp âm cuối cùng trong bài này sẽ là hợp âm La major 7, kỳ hiệu là AMAG7. Các bạn sẽ bấm một ngón vào dây số 3 ở ngắn đầu tiên và hai ngón lần lượt vào dây số 2, dây số 4 ở ngắn thứ 2. Hợp âm La major 7 cho bạn sẽ là dây số 5. Ok, đó là tất cả hợp âm sử dụng trong bài này. Đây là những hợp âm cơ bản nhất. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức ở đàn nửa tay phải. Thì công thức đàn tay phải mình tối giản và đàn một cách nó khá là đơn giản. Thì mình sẽ đàn công thức đầu tiên là công thức đơn giản nhất, thì các bạn chỉ cần đặt đó là 3321, rải như vậy thôi. 3321, tay trái thì các bạn bỏ hợp âm theo tả hợp âm mình đã để sẵn ở dưới phần mô tả video, còn tay phải thì các bạn cứ đặt theo công thức như vậy và chuyển hợp âm thôi. Có thể là 3321. Khi chuyển qua hợp âm khác thì các bạn có thể đánh là 3432 như C đô thăng thứ 7, pha thăng thứ 7, C thứ 7. Các bạn có thể đánh 3432 thay vì 3321. Mi trưởng cũng vậy, tương tự với La major 7. Các bạn có thể đánh 3432 hoặc là 3321. Rải vào hạt theo cách đơn giản này thì sẽ là như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, lạnh giá là vậy phải không, là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời. Đấy, cách cơ bản nhất là các bạn cứ đánh rải như vậy và hạt thôi là đã điểm hạt của bài này rồi. Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa. 3321. Thỉnh thoảng thì các bạn sẽ đặt là chắn như thế này, các bạn sẽ đặt là 3432. Và tăng thế đã đầy thừa nữa. Mình đã ôm lấy nhau và cười nói ao ước vui vẻ. Có biết đâu. Còn nếu các bạn muốn nó dây âm và hay hơn thì các bạn sẽ đặt theo công thức đó là 3 3 2 1 3 2. Mình nhắc lại là 3 3 2 1 3 2. Hoặc là khi các bạn chặn thì các bạn sẽ đặt thay vì 3 3 2 1 3 2 thì các bạn sẽ đặt là 3 4 3 2 4 3. Ok, đối với những hợp âm D major 7, Ré thứ 6 thì các bạn sẽ đặt là 3 3 2 1 3 2. Còn đối với những hợp âm C tăng đô thăng thứ 7 thì các bạn ngoài cách đánh 3 3 2 1 3 2 thì các bạn có thể đánh là 3 4 3 2 4 3, tương tự với pha tăng thứ 7, 3 4 3 2 4 3, Si thứ 7, 3 4 3 2 4 3, Mi trưởng 3 4 3 2 4 3,
là bây giờ bảy bạn 4 3 2 4 3 được chưa? Rạp vào hạt thì các bạn sẽ là như thế này. Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, lạnh giá là bầy phải không, là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời. Ok, con đoạn điệp khúc thì các bạn sẽ đánh một công thức khác, thì mình sẽ đánh theo công thức đó là bát 3 2 1 3 2 1. Mình nhắc lại đó là bát 3 2 1 3 2 1. Hoặc là hai hợp âm đầu tiên đó là D major 7 và Re thứ 6 thì các bạn sẽ đánh là bát 3 2 1 3 2 1. Còn những hợp âm như chặn như là đô thăng thứ 7, những hợp âm còn lại đấy thì các bạn sẽ đánh là bát 4 3 2 4 3 2, tương tự về pha thăng thứ 7 bát 4 3 2 4 3 2, Si thứ 7 bát 4 3 2 4 3 2. Những hợp âm chặn đấy thì các bạn ngoài cách đánh bát 3 2 1 3 2 1 thì các bạn có thể đánh bát 4 3 2 4 3 2. Mình đánh mẫu nhé. Đâu ai biết lần gặp đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng, ai biết lời ngờ đã đa 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 thương phương, ai biết là ngờ đa đa ngày mai sẽ trở thành sao kia để ta nhớ về người mỗi đêm. Tất cả các bạn gửi đánh theo công thức đó, còn tất cả các bạn chuyển hợp âm theo tải hợp âm thì các bạn sẽ đánh được cơ bản nhất bài này. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu đừng xóa đi, lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát xin khắc ghi, lời chia tay chẳng kịp nói vô công anh ơi theo gió xin cuốn đi. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ chỉ cho bạn các đoạn intro. Thật ra chỉ cũng không phải mà mình sẽ đánh chậm các đoạn intro mà mình cảm nhạc và mình đánh theo thôi, chứ mình cũng không biết nói thế nào để cho các bạn có thể hiểu được. Mình sẽ đánh chậm và mong các bạn có thể đánh theo cái đoạn intro này, thì mình cũng không thể nói cụ thể như thế nào cho các bạn có thể hiểu được. Mình sẽ đánh như vậy. Ok, thế thôi. Mong là các bạn sẽ hệ thống lại và đánh được bài Lời Tạm Biệt Chưa Nói, một bài hát khá là hay của nhạc sĩ Ca Đinh. Yeah.